2020, một năm đầy khó khăn. Dịch Covid hoành hành, ngành nông nghiệp đối mặt với những biến đổi khí hậu, bão lũ, nhưng vượt lên tất cả bằng sự đồng lòng. Việt Nam là một trong số ít nước trên thế giới đạt được mức tăng trưởng kinh tế dương với tổng sản phẩm tăng 2,91%. Nông nghiệp vẫn là trụ đỡ của nền kinh tế. Năm 2020, xuất khẩu nông sản vượt mức 4,1 tỷ đô la Mỹ. Điều gì đã làm nên những con số ấn tượng này? Bước qua năm mới Tân Sửu 2021, liệu rằng con trâu gắn liền với đời sống nông nghiệp bao đời của người Việt? Con trâu là đầu cơ nghiệp, sẽ còn giữ được những giá trị, vai trò ra sao trong thời đại của cơ giới hóa, hiện đại hóa? Nội dung cụ thể sẽ có trong chương trình Canh tác thông minh đặc biệt phát sóng ngày mùng 3 Tết Tân Sửu, cũng là ngày 14 tháng 2 năm 2021.